Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng thành lập và hoạt động, với sự chung tay góp sức, phối hợp thực hiện của hội viên phụ nữ và cựu chiến binh, câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường thôn Oi đã dần phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường ở địa phương. Tuy chỉ mới thành lập một thời gian ngắn, nhưng câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường của chi hội cựu chiến binh phụ nữ thôn Oi đã góp phần không nhỏ vào công tác bảo vệ môi trường. Hàng tuần, câu lạc bộ tiến hành thu gom xử lý rác thải, dọn dẹp phát quang đường làng ngõ xóm, đồng thời tiến hành tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, vận động người dân bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nhờ đó, trong thôn không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Nhiều hộ gia đình chăn nuôi với quy mô lớn đã được vận động thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường thôn Oi cũng đã dần phát huy nhiệm vụ trong công tác vận động hội viên và nhân dân đăng ký cơ sở sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, xây dựng nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu gây hại đến môi trường, xây dựng thôn bản khu dân cư thân thiện với môi trường. Những việc làm hữu ích này đã góp phần không nhỏ để địa phương thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.